Xin chào tất cả anh em, tiếp tục hành trình chia sẻ và đam mê. Trước tiên bao chúc lời chúc sức khỏe đến anh toàn thể anh em và tất cả anh em luôn luôn thành công trong ngành yến nha. Hôm nay tiếp tục thì bao chia sẻ cho anh em một mẫu nhà yến 3D có diện tích là 5 x 15 x 3 sàn. Thì ở đây chúng ta để ý một cái thiết kế là tầng 1 và tầng 2 thì thông thông thẳng, còn xuống tầng trệt thì chúng ta có một cái hướng ra phía ngoài bên trong, thì con chim nó đi hết đường thì nó xuống sang tầng trệt. Ok anh em để ý cái anh em để ý cái thiết kế này nha. Còn ở dưới tầng trệt thì ba cũng để một thiết kế một cái hồ nước là như vậy đó. Thì cũng như những nhà yến kia thì nói chung là cũng như cái mẫu nhà yến là 6 x 18 x cho 4 sàn đó, thì nói chung là tầng trệt thì bao để chiều cao thông tầng thì 3m rưỡi, còn lại là 28 và cái dùng trần cu đi lên là từ sàn sàn 2 đi lên thì chiều cao thì mình tùy theo anh em thôi. Nếu cái nhà mình cảm thấy nó thấp quá thì mình xây còn 2m rưỡi, còn bình thường là bên thiết kế thì còn 2m2 được rồi. Ok anh em ha. Thì anh em để ý mẫu thiết kế này nha. Mẫu thiết kế này thì ba thông báo cho anh em là rất thành công, rất là thành công ở Indonesia và Malaysia rồi. Ở Campuchia thì nói chung là cũng có một vài trường hợp thiết kế như thế này. Nhưng mà hiện giờ một năm gần đây này có rất nhiều anh em có thể từ Malaysia, từ Indo về Campuchia làm, thì cái mẫu này hiện bây giờ nó rất là thành công luôn. Ok, thành công luôn. Thì anh em để ý vấn đề này nha. Thì ba cũng xin cảm ơn mấy anh em subscribe công ty, kênh công ty. Thì hôm nay cũng có một số khá anh em đăng ký công ty, đăng ký kênh của công ty. Thì ba cũng xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả sức khỏe. Thì cũng hy vọng thời gian tới ai biết đến nhà yến Thân Thi thì cũng cho nhà yến Thân Thi một cái subscribe, follow kênh cũng như là các bạn Facebook, Zalo thì vào nhóm của kênh nha. Thì ba biết cái gì chia sẻ trong anh em trong ngành yến mình thôi. Thì ba biết cái gì chia sẻ hay là cũng như âm thanh có một vấn đề này đó, thông báo này đó, và biết thông tin cơ bản này đó, thì anh em đọc được cái gì được hữu ích là mà áp dụng cho nhà của mình nha. Ok, anh em bao xin chào tổng thể gia đình ha.